Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại cùng với Đấu Trường Dân Chủ, Ca Khỉ Tư Bản và Tôn Vinh Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Quang Lâm thực hiện như những lời ông bà ta đã dặn, tháng giêng là tháng ăn chơi, còn cờ bạc, rượu chè, Quang Lâm xin cứu. Bởi vậy Quang Lâm bắt đầu làm YouTube để cho tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Và khi mà Quang Lâm bắt đầu làm YouTube trở lại thì Quang Lâm cảm giác vui lắm quý vị. Vui, phấn khởi lắm. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái sự hy sinh, có một cái sự nằm xuống để hòa hợp, hòa giải. Hòa hợp, hòa giải ở đây không phải là hòa hợp, hòa giải dân tộc, mà hòa hợp, hòa giải giữa hai cái đạo. Đạo Công giáo với đạo Phật giáo. Lạ không quý vị? Lạ, ngộ nghĩnh, có một sự nằm xuống để có sự hòa hợp hòa giải giữa hai đạo, mà hai đạo rất lớn ở Việt Nam đó. Vậy thì cái sự hy sinh đó là của ai? Cái người này nổi tiếng lắm, cái người này nói ra là quý vị và các bạn biết ngay à. Người đã nằm xuống để mà hòa hợp hòa giải dân tộc đó chính là cụ Ngô Đình Diệm. Nói tới đây quý vị và các bạn ngạc nhiên liền đúng không? Ủa, tại sao ông cụ Ngô Đình Diệm, ông nằm xuống rồi, ông chết lâu lắm rồi mà ông lại có thể hòa hợp, hòa giải giữa cái đạo Phật giáo với cái đạo Công giáo? Ồ. Vậy thì xin mời tất cả quý vị và các bạn theo dõi cái clip sơ sơ sau đây. Lily rất là hân hạnh có tham dự cái buổi tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày hôm nay. Rất là cảm ơn chị Anna Đức Trần đã làm ra cái buổi tưởng niệm ngày hôm nay để mà quý đồng hương có thể lúc nào cũng tưởng nhớ lại những cái gì mà cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm được cho người dân Việt Nam chúng ta. Thành ra Lily một lần nữa rất là chân thành cảm ơn và rất là hân hạnh có mặt ngày hôm nay. Dạ, con tên là An Minh Hoàng, con là 10 tuổi. Ô Đồng Thống là người tốt mà Ô Đồng Thống là chết lúc trẻ. Dạ, ngày hôm nay chúng tôi tới đây là cái cây dỗ của cụ tổng thống Ngô Đình Diệm, là một nhà ái quốc, một nhà gia đình rất là gương mẫu đạo đức mà một người chúng tôi rất là ngưỡng mộ, một nhà ái quốc rất là được kính nể kia, mà chúng tôi rất là thương yêu. Rất tiếc là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã mất đi một cách rất là thương tiếc. Xin cảm ơn ạ. Chúng tôi được rất là hân hạnh bữa nay tới dự lễ dỗ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng tôi rất là ngưỡng mộ chị Anna, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ biết chị, nhưng mà hôm nay là mình rất là nể phục, bởi vì năm nào thấy chị cũng tổ chức, thành ra năm nay chúng tôi muốn đến để dự lễ dỗ ông Ngô Đình Diệm. Kính chào quý vị, Hiền Trương là leader của Ban Hợp ca Hồn Việt. Hôm nay Ban Hồn Việt được chị Anna Đức Trần mời đến đây để hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa trong lễ dỗ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếp gì thân son. Xin cảm ơn các chú các bác trong hội sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức, các chú các bác trong hội nhảy dù, ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện cũng như là ban hợp ca Hồn Việt. Và sau đây sẽ là nghi thức dâng lời cầu nguyện cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như tất cả các anh hùng vì quốc vong thân. Và vị chủ trì buổi lễ cầu nguyện ngày hôm nay là Hòa thượng Thích Mật Hạnh,
Hoàng Quân xin trân trọng kính mời Hòa Thượng Thích Mật Hạnh bước lên sân khấu, cũng như xin được mời tất cả các thành viên của ban tổ chức. Xin kính mời bà Anna Đức Trần, cô Nguyễn Thị Phương Dung, bà Trần Thị Cúc, giáo sư Nguyễn Chính Kết và ông Đặng Quốc Việt bước lên sân khấu để chúng ta cử hành nghi lễ dâng lời cầu nguyện tưởng niệm cố Tổng thống. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tăng Đại Chứng Minh. Nguyện thử diệu hướng dân biển mạng Thập Phương giới cúng dường những thế Phật tôn Pháp chư Bồ Tát. Vô biên thanh văn chung cập nhất thiên thánh hiền duyên khởi quang minh dân đại xứng tánh tác Phật sự. Phổ quân chư chúng sanh giai phát bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát. Ma Tát Tán Đại Chứng Minh. Từ thời thiện nhật ngày hôm nay, ngày 8 tháng 11 năm 2020 dương lịch nhậm ngày 23 tháng 9 năm Canh Tý Phật lịch 2564, đệ tử chúng đảng chư tôn thiền đức, cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng đảng thành tâm cung đối linh tiền tại linh đường tưởng niệm cầu nguyện chi ân công đức đến Ngô Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng bào đệ Ngô Đình Nhu, trung tướng Trịnh Minh Thế, đại tá Hồ Tấn Quyền, đại tá Lê Quang Tung cùng cụ quân dân cán chính các cấp đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, thừa tư Phật lực tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ vãng sanh cực lạc quốc, cập cầu an cho toàn thể các bậc trưởng thượng niên trưởng quân dân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các cách thâm tâm thường an lạc vạn sử các tường sở cầu như nguyện. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Chứng Minh Sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Vâng, chúng con xin được cảm ơn Hòa Thượng Thích Mật Hạnh cũng như tất cả các thành viên của ban tổ chức. Cô chú Hồng Lán, xin mời quý cô ở trong nhà bếp ra đây giùm con chút xíu. Con xin phép chú thôi, chú Khôi chút xíu nha. Không sao. Con mời, xin mời các cô say mê con. Tổng thống Tưởng Giới Thạch, một lãnh đạo có tầm nhìn xa, tuyên bố cả trăm năm nữa, nước Việt Nam sẽ không thể tìm được một bậc chí sĩ tuyệt vời như ông Ngô Đình Diệm. Tổng thống Eisenhower cũng phải công nhận ông Ngô Đình Diệm là một người phi thường. He is a miracle man. Nhìn lại lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1963, từ khi ông Diệm về chấp chánh vai trò thủ tướng rồi tổng thống Việt Nam Cộng hòa miền Nam Việt Nam nổ rỡ, bầu khí sung túc hạnh phúc. Riêng trong lĩnh vực tôn giáo, đạo Phật phát triển mạnh mẽ nhất. Theo cụ Mai Thọ truyền, quê nhà trước đây chỉ có khoảng 2.200 ngôi chùa. Đến năm 1963 thì tăng lên hơn 4.700 cùng với trợ cấp tối đa từ chính quyền. Các trường học Phật giáo cũng mọc lên như nấm, khoảng 160 trường trung tiểu học. Nhưng than ôi, hạnh phúc mong manh quá. Biến cố đạo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 do đám tướng lãnh hám danh vụ lợi đã can tâm giết chủ. Dạ, con xin phép được kính mời thầy giới thiệu về mình một chút cho chúng con được biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý vị trưởng thượng, quý vị niên trưởng, quân dân cán chính, quân Việt Nam Cộng Hòa, các quân binh chủng, các hội đoàn, truyền thanh, báo chí, vân vân. Chúng tôi là tỳ kheo Thích Mật Hạnh.
Trước đây tôi cũng phục vụ trong đệ nhị Cộng hòa. Thân phụ của tôi đã phục vụ trong đời thể nhất Cộng hòa, đời của Ngô Tổng thống. Các vị anh hùng tử sĩ của đời nhất Cộng hòa và đệ nhị Cộng hòa để tri ân các ngài và cũng như cầu siêu cho tất cả các quân nhân cán chính của Việt Nam Cộng hòa đời thể nhất, đệ nhị được thừa tự Phật lực tóc xã mới đồ siêu sanh tịnh độ vãng sanh cực lạc quốc. Nhân ngày giỗ của ngài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 2 tháng 11 năm 63, chúng ta hãy nhớ lại về cụ Diệm, một vĩ nhân Việt Nam liêm chính trong sạch, đức độ tài năng, một chí sĩ yêu nước thương dân, chết vì dân, chết vì nước, và những công ơn to lớn của ngài với tổ quốc Việt Nam. Tôi là người Phật giáo, tôi tin vào trời Phật, nhưng tôi lúc nào cũng tôn sùng ngài, kính trọng ngài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, vì ngài thật sự là một người yêu nước thương dân, chết vì nước. Tím thơm để lại ngàn năm, như là tấm gương sáng ngời để cho con cháu chúng ta sau này noi theo học hỏi. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả người Việt quốc gia hãy đọc lại lịch sử, hãy suy nghĩ thật kỹ tại sao chúng ta người Việt quốc gia cần phải suy tôn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trong thời gian này dù có quá chế đi nữa. Thưa quý vị, tại vì muốn chống cộng có hiệu quả thì người Việt quốc gia phải tìm kiếm một lãnh tụ thật sự trong sạch, liêm chính, tài năng, yêu nước thương dân, và đó không ai khác hơn chính là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Để con cháu hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa sẽ noi gương học hỏi mà tiếp tục đấu tranh xóa bỏ Cộng sản, đem tự do dân chủ thật sự cho Việt Nam. Chính chúng ta người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản cần phải suy tôn ngài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta hãy nhắc tới tên ngài và cảm kích công ơn to lớn của ngài đối với Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi thành kính dâng lên nén hương cho ngài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bình an nơi thiên đàng. Chúng tôi sẽ noi gương ngài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm để tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ, cho Việt Nam không Cộng sản. Tinh thần Ngô Đình Diệm bất diệt, Tổng thống Ngô Đình Diệm muôn đời. Xin cảm ơn. Đó, quý vị và các bạn thấy hay không? Hay, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ là ông Diệm, ông theo đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa giáo. Nhưng mà khi ông nằm xuống, ông chết đi, thì cái người thực hiện cái chủ trì cái lễ đó lại là những người Phật giáo. Đó, lạ quý vị, lạ chứ. Bình thường quý vị và các bạn thử nghĩ đi, nếu mình theo đạo Công giáo mà khi mà mình nằm xuống, mình muốn là có một cái phương thức tang lễ theo đạo Công giáo chứ, đúng không nào? Tại vì mình theo đạo Công giáo mà. Nhưng không, những người theo đạo Phật giáo làm cho mình. Kỳ không quý vị? Mà nếu như mà thực sự mà mình có một cái điều gì đó mà nó thoải mái đối với đạo khác thì đâu có sao. Nhưng mà có một cái mà Quang Lâm thấy nó kỳ, tại vì cũng có suy nghĩ chứ, cũng có suy nghĩ một cách tiêu cực một chút xíu, đó là phải chăng những cái thế hệ con cháu hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đang cố gắng cải đạo cho cụ Diệm. Cụ Diệm theo đạo Công giáo, nhưng hậu duệ con cháu Việt Nam Cộng Hòa cải đạo cho cụ Diệm trở thành đạo Phật giáo. Cái này Quang Lâm đang nói cái tiêu cực và suy nghĩ tiêu cực của Quang Lâm. Nhưng mà cái suy nghĩ này nó cũng có lý, chứ không phải không có lý mà Quang Lâm nói mạnh bạ đâu. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây cụ Diệm theo đạo Công giáo, và đạo Phật giáo là cái đạo mà cụ Diệm không thích. Nói thẳng luôn là cụ Diệm không thích đạo Phật giáo. Bởi vì sao? Bởi vì đây, quý vị và các bạn theo dõi cái hình. Những cái hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi, đang thấy, đó chính là những hình ảnh mà các tăng ni Phật tử đã đứng dậy biểu tình chống đối lại chính quyền của cụ Ngô Đình Diệm. Bởi vì cụ Ngô Đình Diệm có những cái quyết sách, những cái chính sách làm tổn hại đến tôn giáo, đặc biệt là tổn hại đến Phật giáo. Cho nên là người dân họ đứng lên, họ phản đối, họ chống lại,
đặc biệt là đạo Phật giáo, là bên Phật giáo họ chống lại chính quyền của Ngô Đình Diệm. Đó, quý vị và các bạn thấy những cái hình mà Quang Lâm gửi cho quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn nghĩ cái gì? Chắc chắn cũng nghĩ tiêu cực như Quang Lâm chứ, cũng có một phần nào đó. Bởi vì sao? Cụ Diệm rất quý mến và là một người sùng đạo, là một người sùng đạo Thiên Chúa. Và thông qua những cái hành động, những cái hình ảnh mà Quang Lâm đưa cho quý vị thì quý vị cũng phải nghĩ được phần nào là cụ Diệm không thích Phật giáo, không thích mấy cái đạo khác luôn á, đúng không nè? Vậy thì tại sao một người không thích Phật giáo, không thích các đạo khác, vậy mà mình lại tổ chức một cái buổi lễ, cái cầu nguyện theo phương thức Phật giáo? Ngộ không? Có phải là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa là đang tìm cách là cải đạo cho cụ Diệm không? Nghi lắm á. Cái này không phải Quang Lâm nói, là Quang Lâm là hồi nãy Quang Lâm nói trước rồi, sẽ đâu đó có một cái suy nghĩ tiêu cực về cái việc mà hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa làm cái hành động kỳ quặc như vậy. Nếu như mà hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa mà có ý định cải đạo cho cụ Diệm thì thật sự mình xài từ nó hơi thô một chút xíu, nhưng mà chắc có lẽ cũng đúng, đó là mất dạy, đúng không ạ? Rõ ràng người ta không thích cái đạo Phật giáo, không thích cái đạo khác, người ta chỉ yêu thích đạo Công giáo, là một người sùng đạo thôi, thì không chịu tổ chức cho họ cái lễ theo cái tôn giáo mà người ta yêu thích là đạo Thiên Chúa. Ở cái chỗ đó thiếu gì ông linh mục vô đọc lời, các vị linh mục đọc lời cũng ok lắm chứ bộ, thấy chưa? Đó, bởi vậy Quang Lâm nói ra cái vấn đề này là biết đâu đó một cái suy nghĩ tiêu cực, cái ý nghĩa tiêu cực thôi, ta theo một cái nhánh là Quang Lâm nghĩ rằng là những người Việt Nam Cộng Hòa, hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa muốn cải đạo cho cụ Diệm. Thôi, nếu như mà mình tiêu cực quá cũng không tốt, mình suy nghĩ tích cực hơn. Đó là gì? Đó là những người hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa muốn hòa hợp, hòa giải. Đó, ý này Quang Lâm rất là thích nè, đó là hòa hợp, hòa giải giữa các tôn giáo với nhau. Hòa hợp, hòa giải giữa Thiên Chúa giáo và hòa hợp, hòa giải với Phật giáo. Đó, nhưng mà làm này thì Quang Lâm thấy nó na ná, nó giống như là chính sách của mấy anh Cộng sản. Mấy anh Cộng sản là hòa hợp, hòa giải dân tộc, thì mấy anh Cộng hòa chơi là hòa hợp, hòa giải tôn giáo. Trời ơi, hay lắm chứ bộ. Thông qua những cái clip này thì Quang Lâm mới bắt đầu cảm giác yêu thích và thương mến những người Việt Nam Cộng Hòa, những người hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa nhiều hơn. Bởi vì sao? Họ có những cái phương cách, có những cái ý thức hệ nó lạ lùng lắm, nó ngộ nghĩnh, nhưng mà nó rất là hay nha. Đó, nếu mà mình suy nghĩ tích cực, phải suy nghĩ tích cực hơn là họ đang cố gắng hòa hợp, hòa giải giữa các đạo với nhau. Họ đang làm một cái việc rất là đúng đắn cho toàn thế giới. Nhưng mà họ chắc cũng chưa tìm hiểu được là lý do tại sao cụ Diệm lại nằm xuống. Cụ Diệm chết bởi vì ai? Bởi vì tướng lĩnh của những người Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì những cái điều mà cụ Diệm gây ra cho giáo hội Phật giáo. Đó, cụ Diệm không thích Phật giáo, cụ Diệm đàn áp, cho nên là mới xảy ra nhiều cái biến cố dẫn đến cái việc mà cụ Diệm phải nằm xuống. Đó, thì giờ con cháu hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đang cố gắng khôi phục lại danh dự cho cụ bằng cách là hòa hợp, hòa giải các tôn giáo. Nhưng chưa bao giờ thấy những người Việt Nam Cộng Hòa, những người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa dám lên án những kẻ đã giết cụ Diệm. Nhưng mà qua đây chúng ta cũng thấy cái mặt tích cực. Đó, biết đâu một mai nào đó thì những người con cháu của Việt Nam Cộng Hòa sẽ nói được cái tiếng nói của mình. Đây là cái bước đệm để phát triển về sau thì sao? Đầu tiên là tổ chức tri ân cho cụ Diệm. Đó, cái điều thứ hai á, đó là hòa hợp, hòa giải giữa các tôn giáo dùm cho cụ Diệm. Biết đâu bước thứ ba sẽ là gì? Lên án những người đã giết cụ Diệm thì sao? Chỉ thẳng mặt là các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có ai? Có Nguyễn Văn Thiệu nè, nó có Dương Văn Minh nè, rồi có cả tướng Nguyễn Cao Kỳ nữa. Rồi bước thứ tư lại là gì? Lên án cái chính phủ đã đứng phía sau mà giết cụ Diệm, đó là chính phủ Mỹ. Thì đó mới là cái bước tiến thực sự của những hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Đó, Quang Lâm hy vọng rằng mỗi năm thì những người Việt Nam Cộng Hòa tổ chức cho cụ Diệm sẽ ngày một tự tin vững bước hơn và dạng ăn dạng nói hơn nữa.
Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và thông qua clip vừa rồi, quý vị và các bạn thấy có điều gì muốn chia sẻ nữa thì hãy comment để tất cả chúng ta xem như đó là một cái diễn đàn để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe Đấu Trường Dân Chủ, Cạc Hiện Tư Bản và Tôn Vinh Việt Nam.